Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ 30 phút sẽ cập nhật và gửi tới quý vị khán giả những tin tức Hưng Yên, tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sáng nay tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 748 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước và khai hội đền Phù Ủng. Dự lễ dâng hương có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phạm Ngũ Lão là một danh tướng xuất sắc của nhà Trần. Ông sinh ra và lớn lên tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Phủ Thượng Hồng, nay là xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Ông nuôi chí lớn tham gia chống giặc và được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn phát hiện và tiến cử, trở thành một vị tướng lừng danh giúp triều đình nhà Trần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Lễ hội đền Ủng được diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2023 với nghi thức rước cung phi Tĩnh Huệ, con gái Phạm Ngũ Lão, về đền để trình cha cùng nhiều hoạt động thể thao văn nghệ lành mạnh. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tư tưởng của Đảng lần thứ 3. Các bài viết tập trung vào bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu chưa được đăng tải, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm, có thể là tạp chí, báo in, báo điện tử và báo nói, báo hình. Cuộc thi bắt đầu nhận bài từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023. Nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật. Nội dung lấy ý kiến gồm toàn bộ dự thảo luật đất đai sửa đổi, gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Một số vấn đề trọng tâm của dự thảo luật gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, cơ chế chính sách tài chính giá đất, chế độ quản lý sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực, đồng thời lấy ý kiến các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng, thời gian từ ngày 3 tháng 1 và kết thúc ngày 15 tháng 3 năm 2023. Để động viên, cổ vũ, tạo khí thế cho các thanh niên trước ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc, hôm nay các địa phương đã tổ chức buổi giao lưu với chủ đề Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi giao lưu, các tân binh được nghe các bác cựu chiến binh, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các đơn vị nhận quân nói chuyện, giới thiệu về truyền thống yêu nước của dân tộc, những chiến công oanh liệt của quân và dân ta qua các thời kỳ trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, những tấm gương anh dũng kiên cường trong chiến đấu và cả những hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ. Thông qua những câu hỏi, các thanh niên được trực tiếp tìm hiểu về luật nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân, nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, qua đó nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng đối với người lao động bị giảm giờ làm, bị hoãn thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Đồng thời, người được hỗ trợ phải có thu nhập 1 tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn lương tối thiểu vùng. Đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất là 3 triệu đồng cho một người, dành cho người lao động là đoàn viên công đoàn bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có quy định mới về số lượng tối đa học sinh trong mỗi đội tuyển. Cụ thể, đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi có tối đa 6 thí sinh. Đội tuyển có đủ số lượng thí sinh tối đa và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong 2 kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp được xét tăng đến tối đa 10 thí sinh. Riêng đội tuyển mỗi môn thi của đơn vị dự thi Hà Nội có tối đa 12 thí sinh. Dự thảo cũng quy định điều khoản chuyển tiếp, số lượng thí sinh trong đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024 tiếp tục giữ ổn định theo số lượng thí sinh được đăng ký tối đa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Thông tin từ Văn phòng Quản lý Đường bộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay,
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 6 khiến một người tử vong. Thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 29C47701 chưa xác định danh tính lái xe lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đến km 201+980 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lái xe không làm chủ được tay lái đã đâm vào nhà dân bên đường. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật nghiêng, phần mái hiên của nhà dân hư hỏng. Phụ xe tử vong tại chỗ, lái xe bị thương. Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 31 tháng 1, tại khu vực chợ Dân Sinh, trung tâm thương mại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu đã xảy ra vụ cháy lớn. Tại khu vực xảy ra vụ cháy, chủ yếu là các gian hàng bán đồ khô và đồ nhựa nên đám cháy đã lan nhanh với diện tích ảnh hưởng khoảng 1.000m². Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng xác minh tiến hành điều tra. Ngày 16 tháng 12 năm 2022, tại xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, công an huyện Tiên Lữ đã phát hiện Bùi Thị Hôm, trú tại thôn Tất Viên, xã Thủ Sĩ, đang bán hai gói mì chính loại 1kg bên ngoài ghi chữ Ajinomoto, nghi là mì chính giả, cho khách hàng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ hai gói mì chính loại 1kg và ba gói mì chính loại 454g, bên ngoài đều ghi chữ Ajinomoto cùng nhiều dụng cụ phụ gia để đóng gói mì chính và các vật chứng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã mua mì chính không rõ nguồn gốc xuất xứ về đóng gói vào các túi ni lông có ghi chữ Ajinomoto để bán kiếm lời. Sau khi giám định kết luận, số mì chính trên giả nhãn hiệu Ajinomoto. Xin tiếp tục chương trình với các tin tức quốc tế. Philippines đang trải qua một cuộc khủng hoảng giá tiêu dùng với mặt hàng hành củ tăng giá chóng mặt, trở thành một thứ hàng xa xỉ với giá cao hơn cả giá thịt lợn hay thịt gà. Giá hành củ đã tăng vọt trong những tháng gần đây, lên tới gần 15 đô la Mỹ 1 kg trong các siêu thị, khiến chúng đắt đỏ hơn cả thịt gà hay thịt lợn. Mức giá này cao gấp 4 lần so với trước đây, khiến một số nhà hàng quyết định bỏ hành khỏi nguyên liệu chế biến món ăn, trong khi nhiều gia đình ở Philippines ngừng sử dụng sản phẩm, khi họ đang chật vật với lạm phát cao nhất trong 14 năm qua. Đây không phải là lần đầu tiên Philippines rơi vào tình trạng thiếu lương thực cơ bản vì giá cả tăng vọt. Các mặt hàng như đường, muối và gạo từng tăng giá mạnh. Năng suất thấp, chi phí cao, đầu tư ít vào thủy lợi và cơ giới hóa. Bất chấp cam kết thúc đẩy sản xuất lương thực trong nước của chính phủ, Philippines vẫn chủ yếu dựa vào nhập khẩu để cung cấp lương thực cho dân số ngày càng tăng, nhưng thuế quan lại thúc đẩy lạm phát. Một công ty khởi nghiệp tại California của Mỹ đang phát triển máy bay điện chở hàng tự động lớn nhất trên thế giới. Theo đó, mẫu máy bay của công ty khởi nghiệp Pika được trang bị bộ pin Li-ion 50 kWh, cung cấp tầm bay hoạt động lên tới 320 km mỗi lần sạc. 4 motor điện 25 kW cung cấp năng lượng cho hai cánh quạt cố định ở mặt trước và mặt sau của mỗi cánh. Máy bay cũng sở hữu bộ điều khiển và cảm biến tiên tiến. Theo Pika, phương tiện đặc biệt hữu dụng với vận chuyển hàng hóa tới những cộng đồng ở nông thôn hẻo lánh. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, một trong những nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng vài tháng tới. Nhà máy điện mặt trời Al-Dhafra nằm trên sa mạc cách thủ đô Abu Dhabi của UAE 35 km về phía nam, là một trạm độc lập lớn nhất thế giới sản xuất điện năng từ năng lượng mặt trời trong một địa điểm. Các tấm pin mặt trời hai mặt được lắp đặt trên tổng diện tích 20 km² và có thể sản xuất 2 GW điện, cung cấp năng lượng cho 160.000 ngôi nhà. Nhà máy Al-Dhafra trên thực tế đã bắt đầu sản xuất điện từ cuối năm ngoái và sẽ chính thức hoạt động trước mùa hè năm nay. Tại thủ đô Doha của Qatar đã diễn ra lễ hội khinh khí cầu thường niên lần thứ 3, sự kiện quy tụ những người thích bay lượn cùng khinh khí cầu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Lễ hội khinh khí cầu Qatar năm 2023 diễn ra gần bến cảng Doha. Trong 10 ngày diễn ra sự kiện, mọi người được nhìn ngắm những chiếc khinh khí cầu nhiều màu sắc và hình dạng bay trên bầu trời. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để những người thích phiêu lưu, trải nghiệm bay trên không trung và ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao. Cũng tại lễ hội, khách tham quan còn có cơ hội tham gia các hoạt động vui chơi hay thưởng thức những chương trình biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật và ẩm thực. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.